Ngành y tế khuyến cáo với tỷ lệ tiêm chủng đạt thấp, bệnh sởi vẫn có thể tiếp tục xảy ra rải rác hoặc thành dịch trong thời gian tới, chủ yếu ở nhóm đối tượng dưới 10 tuổi chưa được tiêm vaccine sởi hoặc tiêm vaccine chưa đủ mũi. Người dân khi có biểu hiện mắc bệnh sởi cần đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị, không nên để bệnh nhân ở nhà và điều trị bằng thuốc nam. Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây nhiễm cao và gây dịch. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra những biến chứng nặng như viêm não, viêm phổi, viêm tai giữa, tiêu chảy, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Bệnh sởi thường điển hình bởi các triệu chứng ở giai đoạn toàn phát như phát ban toàn thân từ sau tai, sau gáy, lan dần lên trán, mặt cổ, sau đó lan xuống khắp thân mình và cuối cùng là tứ chi. Nhiều trẻ chưa được tiêm chủng đúng lịch, chưa tiêm chủng đủ mũi vaccine, bao gồm vaccine sởi, là yếu tố nguy cơ gây bùng phát các dịch bệnh.